Hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Rất lâu rồi, mình mới quay lại làm clip hướng dẫn cho tất cả các bạn. Thực sự mình biết các bạn trách mình rất là nhiều, nhưng mình cũng không biết nói gì hơn ngoài thực sự là khi mình lái stream bên Facebook thì cái điều khoản hợp đồng của mình người ta không cho mình làm clip trên YouTube. Thường thì mình sẽ làm lén hoặc làm trốn vào những cái đợt không khó khăn. Còn những đợt nào mà ở Facebook gắt thì Lao sẽ không dám làm clip. Thường chỉ dám cắt clip live ở trên Facebook để dành tặng tất cả các bạn. Còn trở lại clip ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn một clip ở vị tướng Enzo. Mình khẳng định các bạn chỉ cần xem clip này, những cẩm nắng, những cái lời nói của Lao trong trận đấu này, những cái nghiệm này, thì khẳng định các bạn sẽ chơi Enzo tốt hơn. Và đây là một trận đấu rank cao thủ 456 các bạn nhé. Và thường thì mình đi rank đơn thì mình sẽ chơi con Enzo như nào. Thì đầu tiên mình muốn các bạn đầu tiên đó chính là bằng Ngọc. Enzo thì một vị tướng nó không cần tốc độ đánh nhiều cho lắm, bởi vì thường thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào các chiêu thức của nó, nhưng không phải chúng ta sát thương giống như 50-50 ấy. Sát thương của vị tướng Enzo nó đến từ đòn đánh thương và các chiêu thức. 50% sát thương đến từ chiêu thức và 50% sát thương đến từ đòn đánh thương, cho nên chúng ta sẽ cũng không cần phụ thuộc vào tốc độ đánh đâu. Chỉ cần Enzo đánh thương cho mình tầm 3 cái là có thể kết liễu một đối phương với một combo thôi. Cho nên bằng ngọc của nó mình sẽ cầm 100 xuyên giáp và sẽ cầm cho nó chính là 10% tốc độ chạy và có vật lý các bạn nhé. Sẽ sử dụng 3 yếu tố đấy và không cần hút máu nhé. Còn cái đặc tính quan trọng nhất của vị tướng Enzo này đó chính là chiêu 2. Thường các bạn muốn đánh bắt một ai đấy, chơi một ai đấy mà chúng ta cảm giác nhưng mà trật chiêu 2 thì hầu như rất là khó. Làm như thế nào để trúng chiêu 2 dễ ạ? Thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái mèo. Và tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mèo một chút. Còn mình sẽ hướng dẫn các bạn lên đô nhá. Đó chính là cái kiếm truy hôn này. Rồi mình sẽ lên cái dây kiến cương này. Đấy chiêu 2 này. Đấy các bạn nhé. Rồi lao lên chiêu 1, chiêu 2 kết hoạt trong chiêu 3 nhé. Đấy là một combo khá đơn giản của nó. Thì nói chung cái phá Zena đừng im như vậy thì thực sự mình hay các bạn à có thể chơi được tốt phá đấy các bạn nhé. Và lại thứ hai một chút, đó là khi cái mèo kéo chiêu 2 của Enzo thương thì tất cả các bạn kéo, nói chung là đây là một chiêu thức kỹ năng định hướng, một chiêu thức kỹ năng định hướng. Cho nên thực sự mình quan trọng nhất các bạn chiêu 2 nhé. Thường thì các bạn cầm chiêu 2 các bạn chỉ cần các bạn kéo chầm cho Lao tầm 2 giây. Ví dụ cái khí kích hoạt chiêu 2 của nó nhé. Đây mình sẽ nói là cái mèo của nó này. Khi các bạn kích hoạt chiêu 2 của Enzo, các bạn sẽ mất 1 giây để nó sẽ ra được hết full cái giấy của nó. Nhưng nếu các bạn thả luôn ấy thì các bạn sẽ 50-50% trúng. Bởi vì thương đối phương sẽ di chuyển, các bạn sẽ khó kéo. Nên các bạn tí nữa các bạn hãy quan trọng như nào nó, cái này nó rất là khó hiểu nhưng nôm na chúng ta phải bình tĩnh. Chứ thực sự cái này thì nó sẽ không có cái mèo như Sơn Lím, như vị tướng Sơn Lím ấy các bạn. Các bạn chỉ cần kích hoạt chiêu 2, chiêu 1 là các bạn sẽ kéo trúng. Nhưng đối với vị tướng Enzo, chúng ta sẽ bị dí cái chiêu 2 và chỉ cần thả ra. Thì cho nên chúng ta sẽ không có một cái gọi là cái tâm cố định của nó. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh. Thì là mình Lao sẽ hướng dẫn các bạn cái này dễ hiểu lắm. Đấy, chẳng hạn nhá, Zena mình kéo đây, từ từ. Đấy, rồi. Một kéo. Hầu như con Enzo các bạn này, người chơi Enzo tốt hay không mình không quan trọng là cách di chuyển nhiều lắm đâu, nhưng chỉ cần biết người chơi Enzo tốt hay không. Đó nó đến từ cái chiêu 2 các bạn nhá. Chiêu 2 của vị tướng Enzo giống như kiểu thực sự con Enzo này nó làm một cái đặc tính nó rất là vô lý. Khi nó trúng chiêu 2 thì nó sẽ có tất cả sát thương. Còn khi nó trật chiêu 2 thì coi như là một vị tướng rất là phế vật. Đây, chiêu 1 này. Đấy, đấy các bạn nhá, khi cự ly gần thì chúng ta khá đơn giản thôi. Hoặc là cũng có một cái mèo khá đơn giản nhá, khi các bạn nhấp đây này, cái clip của mobile này nó sẽ cố định, nó sẽ khác với PC một chút là các bạn kỹ năng định hướng nó sẽ ra linh tính. Nhưng khi các bạn nhấp chiêu 2 này thì cái giấy của nó sẽ auto trúng vào người của nó luôn. Không biết các bạn hiểu không ạ? Cái chiêu 2 của nó nhá, khi có một vị tướng ở trong cái màn hình của mình ấy, các bạn nhấp chiêu 2, các bạn nhấp cho Lao chiêu 2 ấy, thì khi các bạn gì thì nó sẽ auto chỉ vào vị tướng đấy. Chỉ cần cái lúc các bạn thả ra một là thời điểm là vị tướng nó sẽ di chuyển đứng im, hoặc là nó di chuyển theo một hướng ngang này các bạn nhé. Hướng ngang các bạn hiểu không ạ? Hướng ngang thì các bạn sẽ điều chỉnh quá một chút thì các bạn sẽ có đây cái phá đây này, chiêu 1 này đây. Ôi trật rồi, tầm xá quá các bạn đấy. Cho nên là chiêu 2 các bạn nhé, phải thật bình tĩnh. Mình khí các bạn solo cứu ấy mà ở kỳ lý gần các bạn cân đánh ấy thì chúng ta sẽ chiêu 1 sẽ thật nhanh, nhưng khi các bạn bắt một vị tướng nó đấy thì chúng ta phải cực kỳ bình tĩnh
thì nó lao sẽ làm cho các bạn phá một phá bình tĩnh. Và cái chiêu hái này nó rất là dễ trúng đó, cái tâm khoảng rộng nó rất là to, cho nên chúng ta hãy nắm bắt cho mình cái chiêu hái. Tại vì sao lao này không hướng dẫn anh ơi, tại sao anh lại không hướng dẫn cách di chuyển Enzo đi gánh ở đâu hay làm gì, cái đó mình không hướng dẫn. Mình chỉ muốn hướng dẫn và tập trung tâm điểm trong clip này, đó chính là từ chiêu hái thôi. Trước lao cũng có làm một clip Enzo, nhưng mình cũng nói qua chiêu hái rất là nhiều, nhưng đến clip này mình cũng sẽ nhấn mạnh, bởi vì đấy là đây chiêu hái này, bình tĩnh rồi thả đấy, các bạn thấy chưa, dính đường nào dính nó rất là dễ các bạn nhé. Chúng ta không được thả vội vàng nhé, đến khi nào chúng ta khẳng định được rằng là nó không, đây là chiêu hái này, rồi đập luôn, hay quá. Cho nên chúng ta chiêu hái phải thật bình tĩnh. Nếu mà cái phá là các bạn mà thả nhánh một cái ấy, đâm ra nó sẽ không trúng, mà không trúng thì coi như là Enzo nó sẽ không có sát thương. Và cái thứ hai mình muốn nhấn mạnh cho tất cả các bạn một chút, đó chính là sát thương tay, đó là đánh thương. Đấy cái phá này các bạn nhé, đập nhá, mình sẽ đập cháy này. Đấy các bạn thấy chưa, cái phá này lao sẽ đập cháy. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy được rằng cái phá đấy là vì tưởng Enzo không những đến từ những sát thương chiêu thức, mà lao nói với các bạn là 50% nó cũng sẽ đến với sát thương từ cái gọi là đo đánh thương ấy. Cho nên đo đánh thương nó rất quan trọng, phá mình cần luôn đây. Đây các bạn thấy chưa, và sử bà đào của thành kiếm khi ở vì tưởng Enzo này chơi các bạn nhé. À triple cứu kia, kiểm mấy các cứu có không biết, khả năng không có rồi. Đây phá này kẻo gió này, kéo được không? Rồi không được, nó bình tĩnh các bạn nhé. Cho nên cái mana một nỗi đến thứ hai khi các bạn chơi Enzo đó chính là sát thương tay. Thường khi các bạn combo vì tưởng Enzo, các bạn kiểu chỉ biết khi kèo trúng các bạn lao lên xúc chiếu hai, xong các bạn quay được lại chiếu ba bay với người nó, thường thì các bạn sẽ không nhấp đánh thương nhiều. Nhưng các bạn đến nhầm rồi, sát thương tay nó rất là mạnh đấy, 50% sát thương đến từ sát thương tay thôi, còn chiêu thức nó chỉ bổ trợ những cái bổ trợ thôi. Cho nên là các bạn đừng quên như lao hãy đánh thương nhé. Hoặc các bạn thương chơi Enzo như này, chẳng hạn các bạn còn nhớ cái phá vừa rồi lao đập thương chết thằng Zenna. Nếu mà các bạn sẽ dùng chiêu thức, nếu mà các bạn dùng chiêu thức thì các bạn sẽ bị chậm thời gian rất nhiều, và sẽ có cái thời gian để thằng Zenna thi triển chiêu thức và nó sẽ kết liễu mình. Cho nên chúng ta sẽ đập thương bao nhiêu tình huống mà chúng ta không cần thiết. Nhiều người cứ quan trọng Enzo, ví dụ như lao nói nhé, nhiều cái phá solo ấy con Enzo nó đấy sát thương tay nhá. Từ để chơi lao cho phải này. Đây chiêu hai rồi, lao lên hất về, úi dồi mạnh như thế các bạn ạ. Đấy nó sẽ xảy, ui rồi xong rồi, phải này rồi xong đấy các bạn. Nhiều người thực sự quan niệm là giống như lao nói ấy, chiêu hai nó phải quan trọng nhất, nếu mà xịt chiêu hai thì không còn sát thương. Đúng với cái mà khi tất cả chúng ta rệt một vị tướng nào đấy mà chúng ta không bầu được chiêu hai của nó thì chúng ta sẽ không bắt được nó, thì đúng với quan điểm đó chúng ta bắt buộc phải trúng chiêu hái. Nhưng với một cái hình thức solo gun ấy, solo gun như vị tướng Zenna nhé, thì chúng ta không cần thiết phải lấy chiêu hái. Nếu cái lượng đòn đánh tay của ta to thì chúng ta chỉ quật tầm 3 đến 4 lần là cũng đủ chết một vị tướng thôi. Chúng ta cũng không nên là, và những cái đó là tùy thuộc vào cách các bạn vận hành một vị tướng nhé. Cũng không phải là nhiều lúc nào là các bạn hoạt động như một cái máy cả, chúng ta sẽ kiểu là giống như là tùy thuộc vào những cái thế trận đấy, chúng ta sẽ đánh thay tay và combo. Cho nên mình muốn nhấn mạnh các bạn một clip này, Enzo thường thì chúng ta sử dụng chiêu thức rất nhiều, nhưng các bạn clip này các bạn hãy nhớ đến cho lao là các bạn sẽ phải đánh tay nhé. Clip này lao giết được 14 mảng thì hầu như cái đo đánh tay của lao kết liễu phải tầm khoảng là 10 mảng rồi. Cho nên cái đo đánh tay nó rất là quan trọng, thì các bạn hãy cân nhắc cho lao về cái điểm đấy. Và thứ hai là mình sẽ ra đều clip mỗi ngày và sẽ 5 giờ chiều. Nếu các bạn nào muốn xem hướng dẫn thì cứ 5 giờ chiều mỗi ngày các bạn sẽ được có clip hướng dẫn của Lao nhé. Còn bình thường thì mỗi tuần Lao sẽ ra 4 clip hướng dẫn, bởi vì là thực sự Facebook nó không cho phép, và thứ hai là kiểu nó rất là khó ấy, nên là mong các bạn thông cảm giúp mình. Nhiều bạn nói là mình bỏ các bạn, nhưng thực sự là không có, bởi vì là cũng vì live Facebook cho nên là các bạn được thông cảm với Lao đâu đấy. Cho nên là lịch cố định live của Lao sẽ là 5 giờ chiều mỗi ngày nhé, sẽ đăng lên kênh YouTube, và ngày nào cũng sẽ có một clip hướng dẫn. Cho nên các bạn hãy, nếu muốn xem hướng dẫn các bạn hãy xem cái giờ đấy, còn là những cái giờ khác thì sẽ là những clip cắt từ live. Các bạn có thích xem thì các bạn có thể là không cần xem, còn clip hướng dẫn thì các bạn hãy cân nhắc. Còn clip đến đây kết thúc thôi, và cho Lao cảm ơn các bạn rất nhiều, và xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nhé. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.